phải mở cửa mới đẩy lên được, chứ không mở sao đẩy. Đây là dùng lái xe đó, cẩn thận rồi thì khác đi. Nước vô rồi nó tan. Cách đây 4-5 năm trước ở đây chưa bao giờ ngập nước, lần đầu tiên ở đây ngập nước không? Chắc anh gửi xe ở đây nữa, tại ở đây nó thấp quá, nước mưa nó tràn vô ngập ở đây hết luôn. Tối qua nó ngập nước lên tới đây nè, giờ nó bắt đầu rút ra lại, giờ xe trong đó là hư, chắc chắn hư rồi. Đi về đó là mình phát hiện ra được cái hầm á là nó ngập nước, rồi mình mới lên thông báo cho ban quản trị chung cư để thông báo cho người dân xuống để mà di dời xe lên. Thì tới nửa đêm á là xe nó đã lên tới yên xe rồi. Và bây giờ sáng nay là 1 mét rồi, là hơn cao hơn chiếc xe bình thường rồi. Không nổ máy, nói chung là ngập nước không nổ máy. Ngập nước không nổ máy thì trước mắt là mình coi nhớt. Nhớt có đổi màu thì mình thay nhớt trước. Rồi mình mới chuyển qua bugi. Hả?